Vào thời điểm trung tuần tháng 11 âm lịch hàng năm, thị trường hoa cây cảnh đã khá sôi động với đa dạng chủng loại cây phong thủy, hoa cắt cành, hoa nhập khẩu. Tuy nhiên năm nay, các loại cây, hoa được bày bán phổ biến nhất vẫn là các loại cây bonsai, cây tiểu cảnh và những loại hoa ngắn ngày như mẫu đơn, cúc, thực dược, đồng tiền, ngũ sắc, trạng nguyên. Đây là những loại hoa dễ trồng, sinh trưởng nhanh, chủ yếu phục vụ khách hàng mua về trồng chậu. Năm nay tôi có đi mua hoa sớm hơn mọi năm để có thời gian lựa chọn giá cả hợp lý và có thời gian chăm sóc cho hoa nở vào đúng dịp Tết để cho gia đình nó sặc sỡ hơn. Theo khảo sát tại một số điểm bán, hiện giá các loại cây cảnh tăng khoảng 10 đến 15% so với năm ngoái do giá cả phân bón, vật tư đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao. Những loại cây trang trí trong nhà như trầu bà, kim tiền, kim ngân có giá từ 200.000 lên tới 1 triệu đồng một cây. Các loại hoa cảnh trang trí ngoài trời như dạ yến thảo, hoa giấy, mẫu đơn, cúc mâm xôi, tùng thơm, hoa hồng có giá dao động từ 150 đến 500.000 đồng một cây. Đặc biệt, những chậu cây hoa giấy đa sắc cỡ lớn, chiều cao khoảng 2 mét trở lên có giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Các cơ sở kinh doanh cây cảnh cho biết thị trường đầu mua còn khá trầm lặng, sức mua thấp hơn so với mọi năm. Thêm vào đó, tình hình thời tiết bất thuận nên các cửa hàng vẫn duy trì những loại cây truyền thống, chưa dám nhập về những dòng hoa cây cảnh có giá trị cao. Còn một tháng rưỡi nữa tên là Tết. Đấy, mà mình nhập sớm về thì là không bán được, nên người ta để ở nhà vườn để người ta tìm hãm hoa lại để cho nó nở đúng vào dịp Tết. Khoảng cuối tháng 12, đầu tháng 1 trở đi thì chắc là phải nhập cây về nhiều, mà bán hàng nó mới gọi là nhộn nhịp của ngày Tết. Năm nay thì sức mua thì là hơi chậm nên là chúng tôi vẫn nhập những loại hoa cơ bản. Về mặt hàng các loại hoa thì cũng không đa dạng nhiều. Những loại hoa đặc biệt như là hoa hải đường, hoa trà thì sang tháng đầu tháng 12 là bên tôi sẽ triển khai nhập về bán. Đối với các loại giỏ treo thì chúng tôi nhập ở Thái Bình. Các loại hoa cao cấp thì chúng tôi sẽ nhập ở trên Hà Nội và chi phí vận chuyển và giá thành cũng sẽ đội lên. Năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết nhưng mùa hoa Tết hứa hẹn sẽ phong phú và dồi dào không kém các năm trước. Người tiêu dùng sẽ có thêm lựa chọn để trang trí cho ngôi nhà của mình thêm phần rực rỡ trong dịp Tết đến xuân về.